Vâng, và đây là cấu hình bên trong của con QRX 5500, thì em nó là sexy vàng nha các bác. Đây các bác thì thấy sexy vàng nha. Đặc trưng của dòng 5500. Sau đây em sẽ mời các bác xem bên phía dưới của nó. Thì con QRX 5500 thì chủ yếu là nằm bên dưới. Bác nào yêu thích con âm ly khủng này thì liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại trên nha. Vâng, phần quan trọng nhất của những con QRX thì 5500 thì nó sẽ nằm bên dưới của âm ly nha các bác. Tất cả chủ yếu là nằm hết phía dưới, mặt hay là những cái phổ phần điều khiển nó nằm bên dưới hết. Đây là phần tăng phô này các bác. Đây là phần chỉnh bass chép rồi này. Đấy, chỉnh bass chép. Đây là phần bo âm sắc cho hai vế. Các bác thấy hai bên mặt này. Đấy, phải. Đây là phần công suất nha các bác. Chạy 8 sò xét nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con. Thường trưng cho là 8 con trở rất là trở tránh rất là to. Dòng này thì trang bị sexy vàng, nhìn rất là đã mắt. Công suất khỏe, 8 sò xét rồi, thì bác nào yêu thích alo cho em nha. Vâng, em chào tất cả các bác nha. Nay đầu tuần em lại cập bến một siêu phẩm mà các bác rất là yêu thích và muốn sở hữu em nó. Đây là QRX 5500. Thì vừa rồi cách đây 3 ngày thì em đã về một con và em đã gửi cho một bác ở thành phố Hồ Chí Minh, Gò Vấp rồi. Thì bác đã nhận hàng ngày hôm qua rồi. Thì nay em vẫn tiến về một con QRX 5500 tiếp, sexy vàng cho các bác nha. Mới tin nha các bác. Em này thì đặc biệt chạy 8 sò xét nha. Cực kỳ khỏe, là những con âm ly size lớn nhất của hãng Sansui. Size nó to hơn cả dòng G luôn nha các bác. Size tới 60 mà trong khi dòng G nó chỉ có 58cm thôi. Dòng mà QRX là 60cm, là những cái dòng ly to và hầm hố và có vĩ điệp nhất của hãng Samsung. Trang bị là 4 đồng hồ vô, khi em nó hát thì nó sẽ vây vây rất là đẹp. Nó là dòng khủng nên cái đó nó trang bị là 2 volume nha, một volume phụ, một volume chính. Đây, đẹp long lanh luôn nha các bác. Giá là 21 triệu đã bao gồm phí ship. Bác nào chi khoản đủ em bớt 300 ngàn. Đây, em mời các bác cắt những phần chrome này. Mới tin luôn nha. Những con này thì các bác thoải mái ghép những dòng loa Bass 40, những dòng loa cổ của Sansui, Pioneer, dòng loa Mỹ đánh JB cũng là tuyệt vời. Được cái em nó là chơi loa gì cũng được và trưng bày để lên những con Akai mà dòng lớn rất là đã nha bác. Những Akai nào mà to bự á, bác để lên là tuyệt vời. Phối ghép để trang trí và nghe nhạc trong những phòng audio, nó là vỏ gỗ nha, vỏ gỗ vuông thành sắc cạnh rất đẹp. Em nói là trang bị tới 5 cầu loa nha các bác. À xin lỗi, 4 cầu loa. Mẹ mới tin, rất đẹp. Những con này các bác nào sưu tầm thì liên hệ cho em Chí nha. Có thay nấm nút này. Phái là cái bằng phần chrome này, chrome nó còn sáng trưng luôn nha các bác. Chrome sáng tròn này. À, nấm này. Lâm tổng này. Bác nào yêu thích con QRX 5500 này thì liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại trên nha. Bên em chỉ làm máy tuyển, hàng tuyển về phục vụ các bác từ những cặp loa cho đến âm ly và những thiết bị audio chuyên nghiệp. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác nào yêu thích con này thì liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại trên. Cảm ơn các bác rất nhiều.